Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với ngày thứ 27 của mình. Thật tuyệt vời, tôi đã đi được gần hết cái quá trình học 28 ngày video marketing của thầy Phạm Thành Long. Và rất vui khi các bạn nên tham gia khóa học này để được rèn luyện và có những cái kết cấu học tập một cách thú vị. Và hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về nội dung là làm thế nào để bóng đá phong thủy đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Thật ra thì các bạn có thể là có nhiều cái cách để mà làm cho bóng đá phong thủy được hiệu quả. Thì một trong những cái cách đó tôi cũng đã từng nói rồi, đó là tạo niềm tin. Mình luôn luôn tin vào cái sản phẩm, mình yêu sản phẩm của mình để mà cái tác dụng của nó mạnh hơn, mãnh liệt hơn. Với cái khát vọng lớn của bạn truyền vào viên đá sẽ lưu giữ lại và bạn sẽ có được những cái may mắn mong muốn. Khi mình mong muốn thì mình được. Tôi lúc nào cũng khát khao được học tập, và với cái việc mà học tập những cái nội dung yêu thích đó thì nó luôn luôn cuốn hút về, nó tạo những cái cơ hội, nhiều cái thông tin hay, nguồn sách tốt được đến với tôi nhiều hơn, và khả năng tìm hiểu thì luôn luôn được nâng cao. Đó là cái cách mà mình làm để nó hút về. Và tiếp theo nữa đó là bạn hãy luôn luôn nói lời cảm ơn. Bạn nhớ rằng mỗi khi mình đi ngủ nên cầm viên đá, hoặc là như tôi chẳng hạn, bây giờ đang ví dụ nha, là một chiếc vòng đá. Đây là một chiếc vòng đá Thạch Anh tóc vàng, nó rất là long lanh và xinh đẹp, càng đeo nó càng long lanh, càng sáng các bạn. Tôi sẽ bỏ trên tay như thế này và thì thầm với nó những cái điều mà mình cảm ơn ở ngày, cái việc gì mà mình thấy đẹp nhất trong ngày hôm đó, mình cảm thấy thật là muốn lưu giữ lại, thì bạn hãy cầm viên đá và thì thầm nói 3 lần lời cảm ơn trước khi đi ngủ, là bạn nên làm cái động tác đó. Thì cái việc nó lưu giữ cái cảm xúc của chúng ta vào trong cái vật phẩm này, thì cái vòng sau một thời gian dài nó sẽ cho bạn là rất nhiều cái điều hạnh phúc. Đây cũng là bí quyết nằm trong lời cảm ơn của quyển sách Phép Màu mà thầy đã giới thiệu. Nhưng điều đặc biệt nữa là bạn phải có là làm trau dồi thường xuyên thì nó mới có hiệu quả. Vâng, xin chúc tất cả các bạn luôn gặt hái được nhiều thành công và tiếp tục theo đuổi những ước mơ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.